trong số ảnh Long gửi có một tấm tương tự như vậy. Nhưng không lý nào một đối tượng thông minh như vậy lại dễ dàng lộ tẩy thông qua bức ảnh cá nhân đăng trên Facebook. Có thể cô ta nghĩ rằng hình ảnh trên mạng nhiều như thế, chúng ta không có cách nào tìm ra ai mới chính là Gesa 01. Sao bảo đi họp xong về đến gốc? Về sớm ấy nhở? Em ra đây ạ. Chào chị. Chị có phải là Trương Hoàng Anh? Vâng, em ạ. Chúng tôi mời chị về thành phố. Có vụ án có thể liên quan trực tiếp đến chị. Em bị bắt đi ạ? Chưa phải là bị bắt, chỉ là mời về phối hợp điều tra thôi. Thế thì các anh phải đợi em một lát, em chuẩn bị ạ. Tôi muốn chị mang theo tất cả đồ đạc cá nhân, không thiếu một thứ gì. Dạ vâng, hai anh đợi em ạ. Chị em mời. Anh công an lại đến đấy à? Chào Đạt. Tôi biết rất rõ tình trạng bệnh tình của cậu, vậy nên cậu không cần thiết phải giả vờ với tôi. Những gì tôi muốn hỏi là những điều rất quan trọng. Để đỡ mất thời gian của hai chúng ta, tôi cần câu trả lời nhanh và chính xác nhất. Và tất nhiên là những điều đó không gây hại gì cho cậu cả. Thì anh cứ hỏi đi. Cô gái hóa trang thành gây ra ra về lúc nào? Em cũng không nhớ. Là trước hay sau lần gần nhất cậu nhìn thấy Đặng Quốc Vương? Cả hai. Cậu đang đùa đấy à? Không, vì cô ta xin về những hai lần mà. Nói rõ hơn xem. Là đi ra xong lại đi vào. Oanh thuận tay trái, trong khi đối tượng trả tiền xe ôm lại thuận tay phải. Vậy có lẽ nào là hai người cần phải xác minh thêm. Trước lúc này 20 phút, Oanh đã trả đồ ghê xa. Camera cửa hàng đã ghi lại rõ ràng. Lời khai của cô ấy hoàn toàn chính xác. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Phải có hai ghê xa. Phải xem tiếp nhé. Ê, thời điểm này là lúc nào? Ngay trước thời điểm bắt xe ôm. Ông xe ôm dựng xe ở đó chờ khách, cách vị trí này khoảng mấy nhà theo hướng di chuyển của đối tượng. Có gì nữa không? Cái này mới bất ngờ. Đây nhá. Bây giờ em quay lại thời điểm trước nhá. Ừ. Đây. Đèn chiếu sang vẫn sáng. Khúc xạ từ quán bar mà. Còn đây là thời điểm bắt gặp với xã tắt ngõm. Quán bar mất điện. Chính xác. Ghê xa tạm gọi là ghê xa không ai rời quán ngay trước khi quán mất điện và sau khi Vương bị giết. Đoán của chúng ta thì Long cố tình gây chập điện để dễ dàng di chuyển xác chết. Cô ta rất có thể là hung thủ.